Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chế độ dán thẳng, dán cạnh thẳng. Rồi, chuyển đổi chế độ. Rồi, cái ben này nó đi liên và cái cữ này nó gập. Mở các chức năng của máy. Rồi dán đi anh. Rất là đẹp. Đây, mặt trên, đây mặt dưới đúng không? Này mặt trên, phần đầu đuôi này. Với cái máy này thì nó chỉ cắt bằng đầu đuôi thôi anh chị nhé. Cắt bằng thôi. Đấy, mình bo góc, mình làm lại sơ lại cái này xíu. Nó chỉ cắt bằng này thôi. Rồi, ok, anh chạy tiếp hai đường nữa. Cho mọi người xem. Để hai cạnh, xem cạnh trước cạnh sau. Rồi. Rồi, ok. Vừa vát 45, vừa thẳng 90 độ. Đấy. Tắt đi anh ơi. Rồi, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn máy hoặc là liên hệ tư vấn, xin liên hệ với công ty Đại Phúc Vinh tại các chi nhánh Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quy Nhơn. Bên em thì giao máy toàn quốc, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi. Cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.